Tiếp theo là cái câu được đánh mã 30012003, câu số 03. Trong cái chủ đề là bậc của ancol nhé, hỏi là oxy hóa ancol nào sau đây thì không tạo đoạn aldehyde. Các còn nhớ chúng ta nhớ về cái chuyện oxy hóa không? Thì thầy nhắc nhanh lại này, khi mà chúng ta oxy hóa, nhưng mà oxy hóa gì? Oxy hóa nhẹ thôi. tức không phải là đốt cháy đâu, không được đốt cháy đâu. Đấy, tức là chúng ta dùng các tác nhân oxy hóa nó nhẹ nhàng, nó không quá mãnh liệt nhé, như là dùng thuốc tím K-MnO4, dùng K2CR2O7, dùng CuO. Đấy. Hay là oxy hóa không hoàn toàn, gọi là không hoàn toàn là bởi vì không phải là cái từ hoàn toàn ở đây không có nghĩa là phản ứng nó xảy ra hết hay là không hết, mà không hoàn toàn ở đây được hiểu theo nghĩa là carbon được nâng lên cái số oxy hóa mà nhỏ hơn dương 4. Đấy, vì số oxy hóa tối đa của carbon là dương 4 mà. Khi mà nâng lên chưa đến dương 4 thì gọi là không hoàn toàn. Còn nâng được đến dương 4 thì là hoàn toàn rồi. Thì sao nhỉ? Ancol bậc 1 bị oxy hóa nhẹ tạo thành aldehyde. Còn ancol bậc 2 bị oxy hóa nhẹ thì tạo thành gì? Tạo thành ceton. Còn ancol bậc 3 thì sao? Không bị oxy hóa nhẹ. Không bị oxy hóa nhẹ. Đấy, mà chỉ bị oxy hóa hoàn toàn thôi, tức là đốt cháy thì nó vẫn ok, nó vẫn cháy rất là mãnh liệt nhé. Đấy, ancol bậc nào thì khi đốt cháy nó vẫn cháy, nhưng mà oxy hóa nhẹ thì không. Tức là không phản ứng với K-MnO4 hay K2CR2O7 các thứ đâu. À, ancol bậc 3 không có đâu. Rồi. À, thế thì với câu hỏi là oxy hóa ancol nào đây không tạo ra anhydride, thì chúng ta xem những thằng mà có thể tạo được anhydride. Đó phải là những thằng ancol bậc 1. À, có phải là ancol bậc 1 không? Đây, có là gì nữa? Nhóm OH này liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon này. Đây là carbon bậc mấy? Carbon bậc 1. À, thế một số bạn mới thắc mắc là thế carbon bậc 1 thì đã ra phải xung quanh nó phải là một nguyên tử carbon chứ, liên kết trực tiếp với một nguyên tử, thì đây là trường hợp đặc biệt đấy nhé. Tầng carbon này không liên kết với tầng carbon nào khác, vì trong phân tử này có duy nhất một carbon mà, cho nên nó vẫn được gọi là carbon bậc 1 nhé. Đấy, có những cái trường hợp nó hơi 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 đặc biệt như vậy. Thì đây là carbon bậc 1, ancol bậc 1. Ancol bậc 1 thì có bị oxy hóa tạo thành anhydride đâu? Không có. Đây có phải là ancol bậc 1 đâu? Không có. Cái phần loằng ngoằng phía sau chúng ta chẳng quan tâm, nhưng cho chúng ta biết này, nhóm OH này liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon này, và nguyên tử carbon này cũng chỉ liên kết trực tiếp với một nguyên tử carbon này mà thôi, nên là CH2 mà, thì nó đã liên kết với một nhóm OH rồi, thì chỉ còn một liên kết với nguyên tử carbon ở bên cạnh nữa thôi, cho nên đây cũng là ancol bậc mấy, thực chất cũng là ancol bậc 1. Cho nên khi bị oxy hóa nó cũng tạo ra anhydride. C là C2H5 CH2 OH thì cũng tương tự như B thôi. Nhóm OH này liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon này, nguyên tử carbon này lại cũng chỉ liên kết trực tiếp với một nguyên tử carbon ở đây thôi, chứ không phải hai, không thể liên kết với hai nguyên tử carbon được nữa. Nắm CH2 mà, giá trị hai mà, một cái với OH rồi, một cái với carbon còn lại thôi, còn cái phần còn lại nó ra sao chẳng liên quan. Vậy thì thực chất đây cũng chỉ là carbon một mà thôi, còn đây thì không phải, đây là carbon bậc hai. Nếu mà viết chi tiết ra nó sẽ như thế này, CH3 ta hạ xuống đây nha, CH nha. Đấy. CH3 này ta viết xuống đây nhá. Vậy thì nhóm OH ta đẩy xuống dưới này. Thì em thấy này, nhóm OH này liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon này, nguyên tử carbon này liên kết trực tiếp với hai nguyên tử carbon này. Được chưa? Nên là thực chất đây là ancol bậc 2. Chứ là nếu bị oxy hóa ấy, ta không tạo ra anhydride đâu, mà ta tạo ra ceton cơ. Đấy, tóm lại đáp án của chúng ta ở đây là gì? D em ạ. À.